Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca sau cái buổi trước chúng ta học video khác, chúng ta có thấy cái video gì không? Video ở chỗ nào? Video tức là ly thi đúng không? Thấy được cái ly thi là cũng thấy là ok rồi đấy. thấy được cái ly thi tức là thấy được cái video rồi đấy. Có ai không thấy được cái video đâu? Không, tức là cái mắt thường không thấy được không? Còn nếu như mà không có cái hiển vi ấy, thì chúng ta thấy là không thấy được cái video ấy, thì chúng ta thấy cái vi khác cũng được. Vi khác. Vi tạm hả? Tại sao nói thấy cái vi tạm mà được? Đúng đó. Đúng. Nói tầm bậy tầm đào mà chúng tùm lum tầm la. Nếu mà không thấy được cái video á, chúng ta phải thấy được cái này. Vi phạm. Tại sao? Tại vì đúng rồi. Cái người thánh nhân đấy là người có thể thấy được. Đức Phật cũng nói rất rõ là chúng ta thấy được cái lỗi vi tế nhỏ nhặt đó là chúng ta thành công. Mà cái học video khác là chúng ta thấy được cái này. Chứ không phải thấy cái này. Nhờ thấy cái này đó, chúng ta mới thấy được cái này. Tại sao chúng ta thấy được cái này? Tại sao chúng ta thấy được cái lỗi ấy? Thì như vừa nãy chúng ta đấy, chúng ta thấy là cái video pháp này nó hay ở cái chỗ là chúng ta có thể thấy được những lỗi nhỏ nhặt mà chúng ta thấy. Thì tiến trình chúng ta giống như lần trước có nói đó, là nó giống như một dòng sông nó trôi chảy đó. Chúng ta thấy cái tâm của chúng ta, tâm thức chúng ta nó cũng chạy như vậy. Ví dụ mà đến cái mức độ này là nó phạm tội. Đến lúc này là bắt đầu nó khởi tâm lên nó phạm tội. Chúng ta thấy là nó móm méo nó khởi tâm lên phạm tội rồi chúng ta cắt cái ngay rồi đây. Thế là thấy được cái lỗi nhỏ nhặt đấy. Chúng ta phân tích, ta chia ra vi tế nhỏ nhặt đó. Chúng ta mới thấy được là nó chưa phạm tội là chúng ta đã chặn đứng rồi. Thì chúng ta thấy là không thấy được cái này, chúng ta phải thấy cái này. Mà học video pháp là bây giờ chúng ta thấy cái này chứ không phải thấy cái này. Tức là đương đông kích tây. Mà cái đó là sự thật. Trước có kể chuyện cái câu chuyện của bà Ma Ha sẻ vấn đề đấy, thấy đâu là chặt ở đó ấy. Chúng ta học tiếp tổng quan video pháp bài số 2. Lần trước là chúng ta đã học xong cái phần giới thiệu về tam tạng kinh điển. Chúng ta biết là có 7 tạng luận, là có 7 bộ. 7 bộ thì chúng ta còn nhớ không? Các thuộc phân tích chất ngữ, nhân thế, định ngữ, tâm, tâm đối, vị trí. Có 7 bộ. Chúng ta học hết trong vòng mấy tháng đó, chúng ta học hết 7 bộ được, học hết cái tăng lợi ra được, chỉ là một cuốn sách này thôi. Cho nên chúng ta thấy được cái khả năng của chúng ta vĩ đại lắm, nên đừng có tự ti. Thứ hai là chúng ta học đến cái gì rồi? Chúng ta học xong về cái tam tạng kinh điển thì là giới thiệu chung thôi, không biết là giới thiệu chung. Biết ngay là chưa bỏ học rồi. Tức là chúng ta dẫn dắt rồi, tức là cái đầu đề, cái tổng quan mà chúng ta đi dẫn dắt để tam tạng kinh điển có cái gì, kinh có gì, luật có gì và luận có gì. Và thứ hai tức là về cái thuật ngữ Abhidhamma. Sao ạ? Thứ hai là tác giả phẩm.
À, như cái này cũng có nói rồi đúng không? À, thì nhớ đại khái là bệnh chữ tim ba hay là thứ hai đó là cái gì? Tác giả tác phẩm. Trước khi vào mấy chúng ta ôn lại một chút, bởi vì cái này nó rất là rắc rối, nên chúng ta cứ đi từ từ thôi, chậm chạp. Tác giả chúng ta biết rồi, ngài A Nậu Lâu Đà, mà không phải là ngài A Nậu Lâu Đà tại Đức Phật. Còn tác phẩm ấy thì Abhidhamma mà tiếng Pali đó thì do ngài A Nậu Lâu Đà, người tiếng Anh ấy thì do ngài Narada. Tiếp xin lỗi, Narada là người Sri Lanka. Ông là một cái vị tu sĩ cũng rất là giỏi, đi rất nhiều nơi, thậm chí sang cả Mỹ cả Anh. Người thứ ba là tiếng Việt ấy thì chúng ta có ngài Diêu Khánh. Người gì nha? À, phạm vi thì chúng ta thấy là video pháp là nghiên cứu tất cả mà tính hiếu. Cái chính hiếu tức là có hai thứ rồi, là chúng ta thấy là có danh và sắc. Chân đế và tục đế thì rõ ràng là, nhưng mà chúng ta thấy là cái nhóm tính của nó, tức là nghiên cứu, chúng ta thấy là có cái biểu đồ đó. Rồi có chân đế, tục đế. À, tục đế có 13, gồm có 6 thanh giới. Vậy bắt thầy cái chi được cực vậy? 7 giới đi đi. Nhà chân đế thì có Hiubi vô vi. Hiubi là có trong cái biểu đồ đó, cái biểu đồ số 1 đó. Là cái này viết lên được thì Lăng Liễu cũng có thể dùng tới, nên là làm sáng đây để lên cho đấy. Dạ, Lăng Liễu cũng dùng tới cái này luôn. Hiếu Vi là có đây. Đó là tất cả những cái gì mà phạm vi của video pháp đó. Nhưng mà nghiên cứu thì tất nhiên là vô vi niết bàn là cái mà chúng ta chưa tiếng đắc, chúng ta nói không có được, mà tục thế là cái thông thường thế gian là chúng ta có sẵn rồi. Cho nên khỏi, cho nên là cái phạm vi của video pháp chính là danh và sắc. Danh và sắc ấy, đang nên chúng ta thấy bởi vì chúng ta làm cho nó nhức đầu thôi. Chứ chúng ta thấy là cái tâm vương á, sau này chúng ta biết, mà chắc là chúng ta cũng biết rồi, nó chỉ có đơn thuần là nhận biết thôi. Nhưng mà chúng ta sở hữu nhiều cái anh này quá, cho nên chúng ta làm nó rối lên thôi, cho nên nó thành ra nhiều pháp. Chứ còn trên thực tế nó không có nhiều, nó không có thôi. Phạm vi là trước chúng ta có học về phạm vi là danh và sắc, mà tức là nghiên cứu tất cả các cái tiến trình sinh tử, nhờ nghiên cứu nó, tức là chúng ta hiểu rõ mình, bản chất mình và người, thì chúng ta nhờ những cái pháp này mà mới đưa được đến như này. Thế là nó sẽ vượt qua được cái, như là các nói là vượt qua tâm lý học, vì tâm lý học chỉ có nghiên cứu được cái bề ngoài thôi. Vậy là hôm trước là đến đây rồi đúng không? Dạ. Rồi, hôm nay chúng ta đi tiếp. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp theo là số 5 rồi đúng không? Vi diệu pháp có biết thực không? Rồi.
sở dĩ phải đưa ra cái câu hỏi này trong sách cũng có, là bởi vì chúng ta thấy là Đức Phật đơn giản lắm. Đức Phật nói rằng là như trong kinh, Đức Phật dạy rất mọi thứ rất là đơn giản, rất là bình thường. Tức là tu tập của chúng ta giống như là chúng ta thiền định, và chúng ta tu tập theo để điều phục cái tâm, giống như là ngày trước tôi nói là đó, quá trình tu chúng ta giống như huấn luyện ngựa đó, chúng ta bước đầu từ ngựa hoang rồi thắng cho cái là sỏ lô mút đó, tức là cái gì đèo đèo như đây đó, để bắt đầu chúng ta mới có cái chúng ta gì chúng ta huấn luyện, rồi bắt đầu nó quen, rồi bắt đầu chúng ta mới cho cái yên lên, xong bắt đầu chúng ta mới tùy hết đạn, rồi bắt đầu chúng ta mới diễu hành làm đẹp cho ngựa, tức là làm đến một cách tối thắng, thì cái việc tu chúng ta cũng rèn luyện cái tâm nó từ hoang vu giống như con ngựa rồi đến thuần thục và trở thành một cái bảo vật của thế gian, là một trong những cái tam bảo đó. Thì Đức Phật nói rất rõ ràng, rất là đơn giản như vậy thôi. Mà trong video pháp thì chúng ta thấy là ồ trà 121 tâm 52 tâm sở, mà nói những cái mà chúng ta không thấy, nó lôi thôi rất rối lắm. Vậy thì bởi vì Đức Phật nói những cái đấy làm gì, chúng ta nghe chúng ta thấy nhức đầu mà nó không biết là có giúp ích gì được không. Nhưng mà trên thực tế chúng ta thấy nó rất là cần thiết. Cần thiết cái thứ nhất là như vừa nãy chúng ta thấy là chúng ta thấy được cái vi phạm ngay từ cái lúc mà nó còn chứng nước, tức là vừa mới muốn bước chân vào hố, tức là khởi, tức là nó chưa bước chân vào hố 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 sâu tội lỗi đó, tức là vừa mới thấy là nó khởi cái tâm thôi, là cái tâm này thấy là có thể nó đi vào hố sâu tội lỗi, mà chúng ta thấy được cái vi phạm đó là chúng ta cắt, đó là một cái thiết thực của nó. Bởi vậy cho nên ta mới phân tích là chúng ta thấy là cái tâm của chúng ta nó đang đi ở cái hướng nào, cái mức độ nào. Thì đó là một cái điều quan trọng của video pháp, tức là thấy được cái vi phạm đó. Và cái quan trọng thứ hai nữa là chúng ta sẽ thấy ngay ở cái bản đồ này thôi. Ngay ở cái bản đồ này, lần trước thì như cũng có nói, và như cái bút tên này thì chúng ta thấy rồi, từ những cái này đó là những cái pháp mà chúng ta thấy được rõ nó, thì chúng ta mới có thể nhận ra được niết bàn. Và lần trước con nói là để cái này tâm vương nó tính là cái gì, cái thức để nhận biết. Còn tâm sở thọ tưởng hành, cụ thể là có một thọ, một tưởng và 50 hành, tổng cộng thành 52. Và sắc pháp thì nó gồm có nội sắc, đúng không? Còn mấy cái sắc gì từ từ ra đi, nhiều thứ nhiều một lúc quá rối, nội sắc và mấy cái đấy thì từ từ đi. Ngay trong sách này chúng ta cũng thấy này. Như vậy là gì? Tức là chúng ta thấy là có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức, và nó chính là ngũ uẩn rồi thôi. Ngũ uẩn ở trong đó, một phần của sắc pháp tức là trong một thân thể của chúng ta, và một phần ngoại sắc tức là cảnh, trần cảnh. Như vậy nhờ biết được cái này, tức là chúng ta thấy là ngũ uẩn là niết bàn là vậy, tức là chúng ta nhờ chúng ta thấy được rõ về ngũ uẩn là chúng ta đắc được niết bàn thôi, tức là đắc được giải thoát. Cái này được gọi là giải thoát gì? Không biết, còn nhớ nó học trong kinh ấy. Chúng ta có ba loại giải thoát không? Câu phần giải thoát, tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Thì cái này nó thuộc về cái gì? Quán về lần trước có nói đấy, quán về vô ngã một cách rốt ráo đó, thì chúng ta đắc được tâm giải thoát. Thế là chúng ta tu định, thấy đó được ngũ uẩn, nghĩa là chúng ta tu định. Nhờ tu định này chúng ta thấy được tâm giải thoát. Ở trong trang số 3 chúng ta dở ra, chúng ta có thể thấy này, ta phải nói rằng ngay đầu trang đó, vi diệu pháp không chủ trương trình bày một kiến thức có hệ thống về tâm và vật chất, tức là chúng ta thấy là nó hệ thống lại, tức là nó chia ra về 121 tâm, rồi 121 tâm có 84 tâm dục giới, để bao nhiêu tâm siêu thế, để từ đấy nó chia ra nữa, thấy con số là thấy mệt rồi. Nhưng mà
chúng ta thấy là đó là một trong những cái tính chất của vi diệu pháp, tức là đó là một cái tính tự nhiên của vi diệu pháp, cho Đức Phật không hề khoe trương về cái kiến thức triết học của mình, hay là sau này mặc dù sau này có những ý kiến khác nhau, nhưng mà thậm chí ví dụ như là các đệ tử hoặc là các cái bậc mà triết học Phật giáo mà có hệ thống chia ra đi chăng nữa, thì chúng ta thấy là nó cũng không phải là muốn khoe trương, mà tức là nó là một cái cách đương nhiên về tâm và thôi. Tức là cái chủ trương ở đây không, tức là nó rất tự nhiên, không có cố ý là chủ trương cái trương cái kia ra, nhưng mà đó là hệ thống tâm và vật chất nó trôi chảy như vậy, thì khi mà cái người giác ngộ đó thì thấy cái điều đó thì trình bày lại mà thôi. Thì ở đây chúng ta thấy là đơn giản lại thì pháp này chỉ nghiên cứu hai yếu tố hỗn hợp của cái được gọi là chúng sinh, đó chính là về ngũ uẩn đó, để mà nhờ đó thấu triệt được vạn pháp, thì là thấy được cái yếu tố của chúng sinh này, nhờ thấy nó thì mới thấu triệt được sang cái niết bàn này. Và trên cái nền tảng đó, trên cái nền tảng này thì gì, cái triết học của vi diệu pháp nó thành tựu. Và nói ngắn gọn lại như cái bà đây viết bài nói này, vi diệu pháp đề cập đến cái gì, tức là những cái dòng ý nghĩa chúng ta thấy này, những gì ta tìm thấy ở bên trong ta, xung quanh ta, và những cái gì ta khao khát thành đạt. Vậy là có ba thôi, tức là bên trong ta này, rồi trần cảnh ở bên ngoài ta này, và những cái mà chúng ta muốn hướng tới, đó là tất cả những cái gì vi diệu pháp đụng tới. Thì nó không có cái gì hết, tức là cũng là một cái gì, tức là nhiều con đường đi, và cái target của nó thì cũng như lần trước nói, cũng là giải thoát niết bàn. Cái đích đến của chúng ta dù có nhiều hướng đổ về thì, nhưng mà cái đích cuối cùng vẫn ở đây là thôi. Thì đó là cái tính tự nhiên của vi diệu pháp, và như và vì chính vì thế mà nó rất là thiết thực cho cái việc tu tập về giải thoát của chúng ta. Cái thiết thực nó thứ nhất là chúng ta thấy như vừa rồi đó, thấy được cái tiến trình của tâm thì chúng ta thấy được cái sự vi phạm, hay là thấy được, tất nhiên là vi phạm đây là có luôn cái, thấy được cái thiện pháp, thấy được cái vi phạm thì dừng lại, thấy được thiện pháp thì tăng trưởng. Và cái thứ hai nữa là chúng ta thấy là nó thiết thực, là chúng ta thấy thấu hiểu được bản chất của con người và thế giới. Ngay đây tức là chúng ta thấy là thấy được mình, tự hiểu biết mình, biết mình biết người thì trăm trận thăng thắng, biết mình tức là biết ngũ uẩn, biết người thì biết trần cảnh, trăm trận thăng thắng. Chúng ta tu cỡ nào chúng ta đắc cỡ đó. Thì đó là cái thứ nhất là thấu hiểu về ngũ uẩn. Còn cái mà vi diệu pháp hướng tới nữa, chung quy lại thì thứ nhất là chúng ta thấy là cũng là ngũ uẩn thôi. Và cái thứ hai nữa là gì? Ngày có 12, tức là 12 nhân duyên. Ngày có vô minh nhỉ? Có hai của mình, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, rồi đi sinh, lão tử. Cái thứ nhất là thấu hiểu về ngũ uẩn, cái thứ hai là thấu hiểu về 12 nhân duyên mà thôi. Và trong 12 nhân duyên đó, cái sâu xa hơn nữa là gì, chúng ta thấy là cái này là như lần trước đã nói, tức là mình tạm thời mình chia ra thôi, nên là vô minh và hành á là gì, nó thuộc về quá khứ, đúng rồi, thuộc về quá khứ. Rồi sinh và lão tử, tương lai, rồi tất cả nhanh còn lại hiện tại. Thọ, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thọ, hữu, tất cả các anh này nó nhắm về cái này thôi. 121 tâm, 52 tâm sở và 28 sắc pháp trên thực tế, tức là nó đưa chúng ta đến hiện tại. Và pháp của Phật là chú trọng đến hiện tại, tức là đưa chúng ta về thực tại. Vì diệu pháp nói một cách khác là nó thiết thực, là bởi vì nó nhắm chúng ta đến những cái hiện tại này. Nhờ thấy được hiện tại, tuệ quán sinh ra ở hiện tại mà, cho nên là chính nhờ thế mà tuệ giác nó được phát triển, nhờ có vi diệu pháp mà tuệ quán được phát triển. Và khi mà quán về 12 nhân duyên này thì chúng ta đắc được cái gì?
Trái cây chưa đi. Không, mình nói khỏi nói đến Đắc, tức là quán thì ngũ quẩn như lần trước nói đó, thì Đắc được tâm giải thoát, mình có ba giải thoát đó. Quán về ngũ quẩn mà ngũ quẩn mà mạnh á, thì chúng ta Đắc được tâm giải thoát, hay là Đắc được định, là giống như ngày Mục Kiền Liên á, ngày nhờ tu định, ngày nhờ quán cái này đó, ngày Đắc được là thấy có thần thông đệ nhất. Mấy lần trước có nói đó, chúng ta mà phát triển mạnh muốn theo chân của ngày Mục Kiền Liên đó thì chúng ta tu về tâm giải thoát, tức là quán mạnh về ngũ quẩn. Và giống như ngày Xá Lợi Phất đó, quán 12 nhân duyên mạnh thì chúng ta đắc được huệ giải thoát. Thì chúng ta thấy là vi diệu pháp nhắm đến cả hai luôn, nhắm đến tâm giải thoát là chúng ta thấy rồi, mà nhắm luôn đến tuệ giải thoát nữa. Rồi giải thoát thì đại diện chính là ngày Xá Lợi Phất. Chúng ta thấy là ngày Xá Lợi Phất nghe cái câu duyên sinh của tỳ kheo Asali ấy, pháp câu duyên sinh, ngày thấy được liền 12 nhân duyên, và ngày đắc được tuệ giải thoát. Vi diệu pháp hướng chúng ta đến một cái nữa là tuệ giải thoát. Khi mà chúng ta thấy là tâm giải thoát chúng ta mạnh, tuệ giải thoát chúng ta mạnh, cả hai cái cùng mạnh, thì chúng ta đắc được câu phần giải thoát, tức là chúng ta thể trở thành bậc A La Hán, tránh biến chi. Thì đó là cái thiết thực của vi diệu pháp. Câu hành hay câu phần? Câu phần. Câu tức là chúng ta có câu phần, phần tức là hai phần luôn, tức là chúng ta có ba giải pháp. Thứ nhất là tâm giải pháp, rồi thứ hai là tuệ giải pháp. Câu phần tức là gồm hai này, là hai cái phần, là phần thứ nhất là phần tâm, phần thứ hai là phần tuệ, cho nên gọi là câu phần. Câu tức là gộp hai cái phần này là câu phần giải pháp, tức là đưa chúng ta đến bậc A La Hán, tránh biến gì. Phần này là đưa chúng ta đến là A La Hán, nhưng mà có thể là không tránh biến gì. Cho nên mới có cái câu chuyện mà đệ tử của ngài Xá Lợi Phất lần trước kể đó, đi khất thực trong cái bỏ về quán, ngài Xá Lợi Phất xéo đã vô, Đức Phật đứng trước cửa, Đức Phật ngăn đó. Thì đó là cái tính thiết thực của vi diệu pháp. Chúng ta thấy là như trong sách cũng có. Chúng ta mở trang số 4, cái đoạn văn số 2. Vi diệu pháp chắc chắn là vô cùng hữu ích để thấu đạt giáo huấn của Đức Phật một cách đầy đủ và chứng ngộ Niết Bàn. Vì pháp này là chìa khóa mở cửa vào thực tại, là như vừa nãy đã nói. 12 nhân duyên chúng ta nhắm đến cái thực tại, bỏ quá khứ, bỏ tương lai, chúng ta nhắm vào hành thức danh sách của nghiệp xuất khởi thủ, thì chúng ta nhắm đến vào thực tại. Đây là danh sách, đây là đời sống hiện tại chúng ta. Pháp này đề cập đến những thực tại và lối sống thực tiễn cao thượng, dựa trên sự chứng nghiệm của các bậc đã thấu triệt và chứng đắc, tức là những cái bậc đã thấu triệt, đã thấy được cái lộ trình tâm của mình đi như thế nào, thì các ngài trình bày lại để chúng ta thấy được. Còn chúng ta chưa chứng đắc, cho nên nó hơi chiều thượng của chúng ta, bởi vì nói đến những cái lộ trình mà chúng ta không thấy được. Những cái vật mà chúng ta thấy đây như không gian, là chúng ta thấy là tưởng tượng chúng ta đã khó rồi, còn cái tâm chúng ta không nhìn thấy nữa, mà lại học cái mà khái niệm mà không thấy, cho nên nó rất là khó cho chúng ta. Nhưng mà không sao hết, chúng ta có cái lý thuyết thì chúng ta sẽ đi đến thực hành, và khi mà chúng ta từ từ chúng ta thấy, chúng ta học, thì chúng ta sẽ nhận diện được cái tiến trình tâm của mình nó đi như thế nào, thì từ từ chúng ta sẽ từng bước quán chiếu sẽ thấy được quán mà sao thầy giảng cũng có mức độ thôi, bởi vì thầy cũng giống như vì cũng chưa có sự chứng đắc gì hết, cho nên là chúng ta ráng quán chiếu. Thì quán chiếu không được thì chúng ta quán cái mềm cũng được, nó ấm hơn. Tại vì để nó hơi lạnh, tối hơi lạnh, nhưng quán chiếu được quán cái mềm rất dễ hơn, nó thong thả cho chúng ta, nhưng có lần nó chịu được cái chiếu chúng ta ít nằm, nghĩ chúng ta không tưởng tượng được, ở Việt Nam thì tưởng tượng được, cho nên
định đáp án cho mày nó lên. Thiếu nó lạnh lắm. Nhưng mà mùa hè thì nó lại mát. Này tiếp theo này, thiếu kiến thức về video pháp, đôi khi chúng ta khó lãnh hội ý nghĩa thật sự của một vài giáo huấn thâm diệu của Đức Thế Tôn. Nói là một vài á, thì nó bị hạn chế quá, chúng ta thấy là thấy hết luôn chứ không phải rất nhiều. Chúng ta thấy được ngũ hoàn, thấy hết cho nên gì nữa, thấy được 12 nhân duyên nữa là chúng ta đâu còn cái gì nữa đâu mà một vài. Cho nên là cái tầm quan trọng của video pháp nó rất là lớn, nhưng mà tức là chúng ta thấy là cái mức độ của chúng ta ở đây, chúng ta sẽ nó có cái sự khác biệt, giống như là đối với ngài Sát Phất với ngài Châu Lợi Hà Tạc á. Trang số 1 á, lần trước thì như không biết có đánh nốt trang đúng thầy nhưng biết, nhưng mà cũng như thế nói có á, rất là lời mở đầu là trang số 1. Lời mở đầu, chứ phải cái mã con này. Thì tại mình học lúc nào mình đánh trang số 1 thì cho dễ. Vậy lời mở đầu là trang số 1. À, thì cái trang mình vừa đọc nó sẽ là thành trang số 4. Sao? Không biết, nhưng mà thầy Bình Châu thì cái cuốn này thì chưa có số, mà thầy đánh thì đánh số 1 là lời mở đầu không? Thì như lần trước có hỏi ấy, vô tình gặp lý thuyết mà như là đánh giống nhau cũng mừng quá, đéo phải đánh lại. Sao? Giống một cái kiếp chuyện đó. À, cái đó là video đấy. Thì chúng ta giống như là ví dụ như ngày Xá Lợi Phất với ngày Mục Kiền Liên á, nhờ có video khác mà chúng ta có thể thâm nhập vào giáo lý của Đức Phật, nhưng mà chúng ta không có mức độ như ngày Xá Lợi Phất là chúng ta tìm hiểu được những cái này, mà chúng ta cứ phổi bụi sạch dơ là chúng ta nói được hồi chúng ta cũng giác ngộ thôi, không sao cả. Cho nên là tức là nhưng mà chúng ta thấy là không phải là cứ nói là phổi bụi sạch dơ mà tự nhiên là ngày Châu Lợi Đạt ngày giác ngộ. Tức là ngài lúc đó là ngài hốt nhiên tuần tỉnh thôi, hốt nhiên, và rất nhiều những cái vị a la hán khác cũng vậy thôi, tức là thấy được cái con đường đi thôi, nhưng mà cũng còn phải tu nhiều lắm. Tức là khi mà ngài tu đó, ngài quán chiếu là cái lộ trình ngài cũng sẽ thấy cái con đường đi của ngũ quả như thế. Tức là chúng ta đây là chúng ta cắt giai đoạn trước, chúng ta học trước để có cái lý thuyết tiếp. Cho nên là ví dụ mà ngày Châu Lợi Hoàn Đạt các ngài không học giống như chúng ta, thì nhiều khi ngày quán chiếu mất 5 năm chúng ta học trước rồi, chúng ta cắt giai đoạn rồi, nhiều khi chúng ta quán chiếu chúng ta hốt nhiên rồi đó, chúng ta cần 2 năm nữa thì chúng ta đã ngộ rồi. Nó tiết kiệm thời gian chúng ta nhiều lắm. Sao nè, thì đó là cái tính thiết yếu của vi diệu pháp. Chúng ta sang cái mục tiếp theo là 6 vi diệu pháp. Có nói Đức Phật được không? Cái câu hỏi này chắc chúng ta cũng có biết rồi đúng không? Vậy là cái video pháp này có đúng là do Đức Phật dạy không? Dạ. Đúng mà. Có người nói là không đúng thì sao? Bởi vì đương nhiên vừa nãy ra phân tích đó thì Đức Phật nghe đơn giản lắm. Ngài không có đưa chúng ta đi vào những cái mà triết lý tiểu tượng. Cái này nó chúng ta thấy là đi vào triết lý rất là nhiều. Cho nên là cái câu hỏi trở ra rất lớn là có phải do Đức Phật dạy hay không? Thì đó là mình không sống ở thời Đức Phật, cũng không nghe Đức Phật thuyết pháp, cho nên là mình không có khẳng định được cái gì hết đó. Mình tốt nhất là đứng ở phía trung lập, không có theo anh nào hết cho khỏe đi. Tức là nhưng mà chúng ta thấy là trên mặt học Phật, trên mặt sách vở đó thì họ nói rằng là Đức Phật dạy những mục tổng quát. Tổng quát là cái gì? Không phải vi diệu pháp mà, chứ không phải là cái đó là tứ diệu đế rồi vân vân, 12 nhân duyên, đó là thuộc về pháp hay là thuộc về kinh. Còn cái này là vi diệu pháp.
Cái phần đây cầu quát sẽ là trong sử sách có viết là Đức Phật lên lên cung trời trời nào anh? Trời đau rồi. Đâu hình như là cung trời ba ba cái đó đúng không? Ba ba là đâu xuất thì mà đâu là biết mà là nó ở đâu lợi hay là đâu xuất? Bà mẹ là đau lợi. Đau lợi là mẹ ở đó. Mày biết Phật cứ ở đây hay ở đây? Mày đâu xuất làm sao mà mẹ mới nghe được? Không, bà mẹ xuống. Bà mẹ xuống. Đau lợi. Tức là cái địa điểm biết Phật dạy là đâu? Đau lợi. Đau lợi á? Dạ. 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 Hình như là bà mẹ là đâu xuất đấy chứ? Chúng ta bảo ra xem đúng không này. Các nhà chúng giải như cái trang số 5 đoạn thứ 2 này. Các nhà chú giải ghi nhận rằng để tỏ lòng tri ân người mẫu lúc bấy giờ qua đời và tái sinh vào một cảnh trời, Đức Phật thuyết giảng liên tiếp suốt 3 tháng cho vị trời mà trước kia là mẹ ngài cùng với chư tiên khác, Đức Thế Tôn đấy. Ủa, cái này không có nói ở đâu. Nhưng mà sư dạy đã trời đau suốt rồi. Hoặc tới hoặc lui nữa. Ba ba đau lợi. Thì đau lợi thì đúng, cái này thì đúng rồi. Cái này thì đúng rồi, nhưng mà không biết là mình như đọc lâu cũng quên rồi, để kiểm nghiệm lại xem có đúng không. Nhưng mà đau lợi thì lúc đó thì là bà mẹ. Kinh Địa Tạng đâu có dính gì đó, vô vi Niết Bàn chỉ nói về. Cho nên chúng ta thấy là bây giờ chúng ta rà soát lại xem là mẹ của Đức Phật sau khi chết là sinh lên cõi trời nào. Đau lợi. Đau xuất nơi Phật giáng. Thế nên là sinh lên cung trời đau xuất. Sinh lên cung trời đau xuất. Ai có Google thì Google được ngay cả đúng không? Biết lâu quá cũng không nhớ, nhưng mà thì nè nè như là Đức Phật lên trời ba ba xong mà mẹ xuống đây nghe thì phải. Dạ, con cũng nghe như vậy. Chúng ta đọc lại sử xem có đúng là Đức Phật và mẹ Đức Phật lên cung trời đồ xuất không? Tái sinh để có trời đồ xuất. Dạ, đúng rồi. Tức là khi mà Đức Phật lên cung trời đó lợi trước Pháp đó, thì bà mẹ xuống đây nghe. Dạ. Từ trên xuống dưới được, chứ dưới không lên trên được. Dạ. Chúng cũng giống như chúng ta có trời, chúng ta có này chúng ta không có thể lên lên cõi trời mà nghe được, chúng ta xuống địa ngục được. Chúng ta cảm giác. Không, cái đó nó không có sự tương ứng. Chúng ta thấy là oai thần của Phật là chúng ta thấy là nói một cách nó phóng lên thôi, chứ còn cái phước báo của mỗi người nó ở đâu thì nó chỉ hạn mức đến đó thôi, chứ không có cái lực nào kéo lên được. Nếu mà nói như vậy thì nó trái với nhân quả. Cầu xin nữa nha. Không, cái đó nó có sự tác động cũng có. Tức là mình hồi hướng, mình đem cái phước báo mình hồi hướng thì nó tác động, có sự tác động đến, nhưng mà nó không có nhiều. Cái chính yếu, cái nhân là hạt nhân là mình. Chính yếu. Tức là nhân hay không biết, nhưng mà tức là nó có một cái sự tác động. Giống như là chúng ta thấy là như nói đấy, tức là cái người mẹ ở Việt Nam mà người con ở Mỹ mà có một cái, người con có cái chuyện gì đó, người mẹ có cái sự cảm nhận, tức là nó có sự tâm chúng ta, nó có cái sự giao cảm, tức là cảm nhận được, và người ta có thể làm một cái gì đó giống như là hoa sen như vậy. Chúng ta thấy là đi ngang qua cái hồ sen nó nở đó, thì cái sự thơm mát đó nó có sự tác động đến chúng ta có thể cảm nhận cái điều đó, mặc dù chúng ta không phải là sen, nhưng mà nó có cái sự ảnh hưởng đến nhau. Cái thế giới này là cái thế giới tương đối và nó ảnh hưởng đến nhau, cho nên cái việc cầu siêu hay là cúng bái thì nói chung là nó có sự tác động thôi, chứ nó không phải cái nhân chính. Nó có thể chuyển đổi, chứ là không phải, tức là nó là nó tác động, nó giúp chúng ta tốt hơn thêm một chút, chứ không phải là nó không có. Tức là nó có sự tác động thôi, chứ còn nó không phải là nó thay đổi như thế. Nhưng mà nhiều khi một cái tác động nhỏ giống như cái chất xúc tác á, nó có thể thay đổi
tất cả mọi thứ thay đổi, đó không phải là mình thay đổi họ mà nó nhờ cái xúc giác đó mà họ thay đổi họ. Cái nhân vẫn là họ phải thay đổi họ, chứ còn chúng ta thì gọi là cái chất xúc giác để cho nó tức là cái phản ứng hóa học nó xảy ra thôi. Đúng vậy. Rồi thì chúng ta kiểm nghiệm lại theo như thầy thì mẹ là sinh ở cung tái sinh lên cung trời lâu xuất, mà Đức Phật thì lên cung trời xuống 33. Mục đích thì vẫn là thuyết pháp cho người mẹ, nhưng mà cái chỗ này ấy, thì nó có lợi ích nhiều hơn, cho nên là người mẹ xuống đây xuống cõi trời 33 để nghe. Thì sau đó thì Đức Phật về là gặp ngài Sa Lợi Phất, để Đức Phật dạy cho Đức Phật nói là xong rồi mới lên cung trời lâu xuất, nói về vô vi niết bàn 121 tâm 52 tâm sở sa 28 sắc pháp xong thế thôi. Rồi còn lại là Đức ngài Sa Lợi Phất triển khai đây. Thở dài tức là không có đồng ý hay sao? thì chúng ta thấy là cũng theo cái kết này thì chúng ta phân tích ra thì nó cũng có những cái cơ sở của nó, tức là giống như cái bài kinh chúng ta có cái bài kinh thừa tự pháp đó, chúng ta thấy là Đức Phật thuyết pháp gì này các tỳ kheo hãy là người thừa tự pháp chứ đừng là người thừa tự tài vật. Xong Đức Phật nghỉ, ngài Sa Lợi Phất giảng ra một hồi rồi thừa tự pháp là như thế nào, thừa tự tài vật là như thế nào, tức là có những cái thiện cái bất thiện hay cái gì đó thì Sa Lợi Phất giảng ra một hồi như vậy, thì cái đó cũng có thể hình dung được. Hoặc là giống như chúng ta thấy là ông thầy giáo đi, ba cấp độ đi, thầy giáo rồi ví dụ mà có cái anh tốt nghiệp lớp 12 đi nhưng mà không làm thầy giáo, rồi có học sinh học lớp 2 đi, ba cấp độ này thì ông thầy giáo ông ấy làm biếng, nói làm biếng thì nó tại mình đang liên hệ thì nó không hay, thì ông thầy giáo ông nói là bây giờ anh đã học xong lớp 12 rồi đó, bây giờ cái khả năng của anh là có rồi, bây giờ giảng tức là ví dụ nói là bây giờ tôi muốn dạy cái bảng chủ trương, mình có học bảng chủ trương gì đấy mà đúng không? Tức là nhân chia đó, tức là bảng chủ trương này. Bây giờ thầy giáo nói là cái anh A này giảng cái bảng chủ trương cho cái học sinh lớp 2 đi. Thì chúng ta ví như các anh học sinh lớp 2 chúng ta chả biết bảng chủ trương là cái gì hết. Mà Đức Phật thì Đức nói là Đức Phật giảng bảng chủ trương cho chúng ta. Nói mỗi thế thì chúng ta không biết gì hết. Nhưng mà mới nói anh này giảng bảng chủ trương cho cái anh này đi. Thì lúc này là bắt đầu một thôi mồi ra, một lần một là hai, hai lần hai là chín. Để cho nó nhanh, cho nó chín mùi, cho nó nhanh nếu mình dạy. Thì cũng giống như vậy, Đức Phật nói là mới lên cung trời đau lợi giảng về vô vi niết bàn 121 tâm 52 tâm sở 28 sắc pháp, ngài sẽ là phất trong đầu có sắc rồi, một lần một là hai thuộc lâu quá rồi biết hết rồi, thì bắt đầu mới giảng là chúng ta lần lượt là 121 tâm thì có những cái gì, 84 tâm dục giới, rồi 40 tâm siêu thế gì đó, rồi tâm sở là cái gì, sắc pháp gồm sắc nội sắc ngoại sắc, rồi có bao nhiêu gồm bốn sắc tứ đại, rồi 24 y đại sinh vân vân, cứ thế tổng tục nó ra thì nó trở thành bao nhiêu bộ, thành bao nhiêu bộ rồi, trở thành sáu bộ thôi. Trên thực tế cái bộ thứ bảy là mình trước có nói rồi đấy, là bộ ngũ tông, nó là do ngày một tiền viên tử đế tu trong cái thời kỳ thất lập thứ ba, ngày chỉnh đốn lại, ngày hệ thống lại để sửa những cái sai. Nói như vậy thì chúng ta thấy là để trở lại cái vấn đề là có do Đức Phật dạy hay không thì chúng ta không có chú trọng lắm, mà chúng ta lúc này chúng ta làm cho anh ba phải làm anh ba phải khỏe, thì chúng ta tức là cái mục đích của chúng ta là chúng ta cần cái tinh túy, chúng ta không có đi sâu là Đức Phật dạy hay không, mà chúng ta lần trước chúng ta học kinh tiền bộ chúng ta thấy Đức Phật nói rằng là chúng ta đọc xong chúng ta phải dựa trên pháp, dựa trên luật đối chiếu đó,
học cái bài kinh Trường Bộ Hành Kinh Đại Bát Niết Bàn chúng ta còn nhớ không? Sau khi mà Đức Phật mất, Đức Phật nói lại là chúng ta dựa vào pháp, dựa vào luật để mà đối chiếu so sánh xem những cái gì mà cái pháp mà được nói ra đó mà nó trúng với hai cái này đó, nó đi đôi với hai cái này đó thì là cái mà Đức Phật đã nói, còn nó không trúng thì chúng ta phải xem xét lại. À, cho nên tính vì vậy mà chúng ta cần phải học ở đó. Học thì chúng ta phán đoán xem cái nào trúng hay cái nào không trúng, còn nếu mà không học thì không bao giờ chúng ta có thể có cái khả năng phán đoán được là cái nào Đức Phật dạy hay không, dù là có vi diệu pháp kinh này. Luật này, kể cả ba cái dạng này, ngày nay chúng ta không có căn cứ nào là nói rằng là Đức Phật dạy kinh, Đức Phật dạy luật, Đức Phật dạy luật, bởi vì chúng ta không sống trong thời đó mà kết tập kinh điển là sau Đức Phật cả mấy trăm năm. Tôi biết rằng là cái bài kinh Phạm Mẫu có phải do Đức Phật nói hay không, hay là do người ta hệ thống lại, tôi biết đó. Rồi cái bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn chẳng hạn, nói rằng là Đức Phật, ngày xưa Đức Phật nói rằng ngày đâu có nói khởi nguyên của con người thế giới đâu, tại sao Đức Phật nói, người ta cũng đi khởi những nghi vấn, thì chúng ta cũng đâu có biết là những cái ngày chắc chắn là Đức Phật dạy không. Cho nên là chúng ta thấy là nó trở lại là chúng ta phải học, khi mà học chúng ta mới thấy được cái tinh túy ở trong, thì chúng ta mới so sánh đối chiếu lại, thì chúng ta sẽ nhận ra được là cái đó là có do đúng Đức Phật dạy hay không. Thì cái này nó cũng giống tương tự như là giữa bên Phật giáo phát triển với Phật giáo Nam Tông đó. Phật giáo phát triển thì có kinh Di Đà, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, rồi kinh Pháp Hoa vân vân, là những bộ kinh rất quan trọng. Nhưng mà bên mình thì nói không phải không có Đức Phật nói, thì chúng ta thấy là ngay tầm luận này thôi cũng đâu có chắc chắn, thì nó cũng giống nhau thôi. Cho nên là chúng ta hãy suy nghiệm đối chiếu với kinh luận, chúng ta thấy nó có lợi ích cho mình trong cái mức độ mà chúng ta tư lợi bàn đạp chẳng hạn. Phủi bụi sạch dơ nó đâu phải là pháp, nhưng mà nó có lợi ích thì cái đó nó là pháp, nó giúp ích cho chúng ta trong cái giai đoạn đó thì nó là pháp mà nó có thể chuyển đổi được. Bây giờ chúng ta học từ trung đẳng lên đến cao đẳng rồi thì đương nhiên là cái pháp này là cái pháp của chúng ta, thì trình độ chúng ta cao rồi, cho nên là chúng ta đi sâu đi chi tiết rồi, thì lúc này chúng ta vượt qua cái khả năng của phủi bụi sạch dơ rồi. Thì nói như vậy ấy, chúng ta thấy là có một cái câu chuyện khác để chúng ta vững lòng tin rằng là chúng ta có thể dựa vào cái phán đoán của mình để mà xét xem là cái pháp đấy có phải do Đức Phật dạy không. Thì cái câu chuyện đó là của cái câu chuyện của Tôn Đại Đức Ta Ra, chúng ta có nghe qua ngày này đấy. Uttara, chúng ta có nghe cái câu chuyện thống pháp chưa? Đúng cái tôn cơ chứ. Thúng thóc này, thúng thóc thì em kiểu à, cái thúng thóc này. Thì Tôn giả Uttara là cái người tu hành là có sự tính đắc và là cái người thuyết pháp cũng rất là giỏi. Ngài thuyết là nên cái gì là thiện, phân biệt rất là rạch ròi cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, rồi cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm. Tức là ngài thuyết mình chỉ có khả năng nói lại như vậy thôi, nhưng mà ngài thuyết rất là có trình tự mà rất là có khoa học, người ta tiếp thu được và tu tập được có lợi ích, cho nên là rất là tôn trọng và quý kính ngài. Thì lúc bấy giờ thì có người ta mới truyền đến thì ông thiên chủ Sắc Ca, chúng ta biết thiên chủ Sắc Ca là ở đâu? À đúng rồi, Chà Ta Ra. Cái này có thể gọi là tương đương với đế tích mà ông Tôn Ngộ Không lên đại não. Thì ông thiên chủ mà thiên chủ Sắc Ca mới đến, ông mới kiểm nghiệm lại ngài Uttara, là ông mới hỏi câu là bây giờ tôi thấy rằng ngài thuyết pháp rất là hay và đem lại rất là nhiều lợi ích, thì có nghe được đúng không? Thì thiên chủ nói là vậy thì cái pháp mà ngài thuyết ra ấy là do Đức Phật dạy hay là do ngài tự nói? Thì theo chúng ta thấy là ngài tự nói hay do Đức Phật? Thì
Nè đúng rồi, thì ngài Uttara ngài nói là bây giờ giải thích ra thì khó lắm, bây giờ tôi cho ví dụ cho dễ hiểu. Thì ông đưa ra cái ví dụ cái thúng thóc này, thì ngài nói là ví dụ như cái thúng thóc kia, thì theo như ngài ấy, theo như thiên chủ thấy là bây giờ có một số người, tức là có nhiều nhóm người hoặc có nhiều người tới, mỗi người bốc cái một thúng thóc đem đi. À, thì bây giờ thì theo như thiên chủ thấy là cái thúng thóc đó là của người đó hay là nó thuộc về cái nó là của cái thúng thóc này, thì ông thiên chủ nói là đương nhiên là bốc từ thúng thóc này thì nó phải từ thúng thóc ra thôi, nhưng mà cái lúc đó cái thóc và cái tay của người đó nó khác với cái trong thúng thóc này, nhưng mà nó không là cái thúng thóc này bởi vì họ lấy từ trong đây ra. Thì cũng giống như vậy, những cái mà ngài nói á thì được rút tỉa tinh túy từ những lời Đức Phật dạy, cho nên ngài nói rằng là nó là của Đức Phật nhưng mà ngài đã tiêu hóa rồi, ngài đã tiêu hóa nó trở thành là cái của ngài. Thì đó là cái mà ngài nói ra là nó hợp với lại những cái pháp của Đức Thế Tôn nói, thì đó là pháp của Thế Tôn, là cái của ngài nhưng mà đó là pháp của Thế Tôn. Cho nên mới nói là sở dĩ là như vậy, cho nên chúng ta mới cần phải học và tu để chúng ta học, để chúng ta có cái văn tuệ là chúng ta học những cái này, để chúng ta có cái tu tuệ để chúng ta chuyển hóa nó thành của chúng ta. Thì những cái video pháp nói là ba phải như vừa nãy thì nó vui thôi, tức là chúng ta thấy là khi mà chúng ta học video pháp có khởi lên cái câu hỏi này thì chúng ta cũng đừng có quan trọng nó, đối với chúng ta không có quan trọng, thì chúng ta thấy là cái đó nó đem lại được cái lợi ích gì cho chúng ta và nó đúng với pháp, đúng với luật thì chúng ta, mà nó có lợi ích thì chúng ta theo. Thì đó là cái trang đầu trang số 5 đó. Đây là có nhiều người hỏi rằng là có phải do Đức Phật dạy hay không, thì như vừa rồi đã trình bày đó. Thì cái phần còn lại thì phần từ ngữ chúng ta đã nói rồi, trang 6, trang 7, trang 8, trang 9 là chúng ta cũng đã buổi trước chúng ta đã đi qua rồi, tức là nó là cái tạng luận đó, gồm có 7 bộ như đã nói là pháp tụ phân tích rồi vân vân, cho đến bộ vị trí là 7 bộ là chúng ta đã học xong. Rồi chúng ta sang một cái phần cuối cùng của cái phần tổng quan của video pháp là trang số 10, tức là cái phần đề tài. Thì như đã nói đề tài nó chính là cái này, là bốn cái này. Cái từ rốt ráo cuối cùng, trong ý nghĩa cuối cùng ở trang số 10 phần cuối cùng đó, trong ý nghĩa tột cùng, đề tài của video pháp ghi nhận trong tập này được phân làm bốn, gồm có tâm vương, tâm sở, sắc và niết bàn, chính là cái này. Tâm vương này, tâm sở này, sắc và niết bàn, đó là cái đề tài, đó là những cái mà theo như truyền thống thì là Đức Phật dạy, và sau đó thì những cái còn lại là do ngài Xá Lợi Phất thuyết giảng ra. Thì như vậy chúng ta thấy là pháp thì video pháp đó, trong ý nghĩa tột cùng của video pháp thì pháp hay video pháp thì nó cũng cùng một nghĩa ở đây thôi, tức là những cái mà chỉ những cái vật có trạng thái mà chỉ ra có thể biết được. Chúng ta sẽ được nhận biết được. Tức là hàng cuộc trong những cái mà chúng ta có thể biết được, nó gồm có tục đế và cái gì nhá, cả chân đế luôn, và vô vi biết là cái chúng ta cảm nhận. Thì đó là cái định nghĩa về pháp. Thì chúng ta thấy là theo như cái biểu đồ mà có Hannah chúng ta đã, gồm có hai cái thực tại là chân đế và tục đế. Tục đế thì chúng ta biết rồi, có 6 danh chế định, 7 nghĩa chế định, từ từ chúng ta sẽ học tới. Tạm thời chúng ta biết danh chế định, tức là chúng ta đặt tên theo cái danh tính của nó, rồi có 7 cách chúng ta đặt tên sự vật đó là dựa theo cái nghĩa của nó. Cảm giác chân đế thì là những cái thực tại chúng ta không có thể phân tích ra được. Thì một loạt giống như là cái trang số 11 đó, là ví dụ như cái mặt phẳng của cái bàn là cái thực tại bề ngoài là tục đế, tức là chúng ta gọi đó là cái bàn, nhưng mà khi chúng ta phân tích theo video pháp đó thì
đó là những cái năng lực và những cái đặc tính, tức là theo kinh đế. Kinh đế đây cái bàn tức là thuộc về pháp lý vi, là nó có, nó là những cái trường hợp thôi. Thì mấy cái ví dụ này, kinh đế và tục đế thì chắc chúng ta không đến nỗi nào khó hiểu đúng không? Tạm thời chúng ta biết là có hai cái thực tại là tục đế và kinh đế. Và cái tục đế là cái mà thông thường thế gian như đã nói, chúng ta biết rồi, mà chúng ta chú trọng đến chân đế. À, chân đế thì chúng ta chú trọng đến cái pháp niết bàn, chúng ta chưa tới được, cho nên là chúng ta chú trọng đến phân tích về hữu vi. Và hữu vi thì chúng ta thấy là có hai mặt, đó là danh và sắc. Và danh và sắc thì chúng ta phân tích ra kiếp là gồm có tâm vương, tâm sở và sắc pháp. Thì đó là cái đoạn thứ ba, chúng ta thấy là cái được gọi là chúng sinh là thay thế, niết bàn là tiêu thế. Thì cái này là chúng sinh là thuộc về hiện thế và niết bàn là siêu thế. Thì đó là hai cái thực tại. Là chúng sinh thì cấu thành bởi hai phần là danh và sắc, thì chúng ta thấy rồi, gồm cả năm 28 sắc pháp, năm 2 tân sở, thì như thế cũng đã nói rồi. Thì cái đoạn 1, 2, 3, 4, 5, cái đoạn số 5 chúng ta đọc cái này. Tâm vương tâm sở, ngoại trừ 8 loại tâm vương siêu thế. Thì cái tâm này chúng ta thấy là sau này sẽ phân tích ra có tâm hiệp thế và siêu thế. Trong bản đồ chúng ta cũng có tâm chúng ta, 121 tâm chúng ta có 81 tâm hiệp thế và 40 tâm siêu thế. Ngoài trừ 8 tâm vương siêu thế, 8 tâm 8 năm 40 đấy, tức là chúng ta có 8 4 tâm đạo và 4 tâm quả là thành 8, tức là đó là cái tâm siêu thế. Còn lại và những cái tâm sở phụ, tức là nó đi theo những cái tâm siêu thế đó, là những cái tâm sở nó luôn luôn đi theo. Thì ngoài trừ 8 tâm vương và một số tâm siêu thế này, và sắc là thuộc tại thế, và niết bàn và siêu thế, thì này làm lại thôi, tức là chia ra là hai, một cái thực tại hiện thế mà một cái thực tại siêu thế, đó là hai cái thực tại của thế gian. Và cái đoạn tiếp theo thì cũng không có gì, chúng ta thấy là nó gộp chung lại ở trong video pháp, nó không có phân biệt ra là có những hình như hôm trước nói là, tức là không có a lại ra thức này vân vân, tức là không có tàng thức, không có mạt na thức và không có ý thức, không tách riêng ra, tức là nó gọi chung tất cả cái đó là vào thuộc cái tâm. Và nó có tâm vương và để đến tâm sở. Và tâm vương thì chúng ta thấy là theo như video pháp đó, thì nó chỉ có một cái chức năng là nhận biết đối tượng thôi, nên là biết được là đèn bật lên thì nó sáng, và chỉ đến đấy là nó ngưng thôi. Nhưng mà chúng ta thấy là, hoặc là nhìn cái hoa biết là màu hồng, và cái tâm sở là cái tâm mà nó rắc rối nên đưa mà chúng ta nó dẫn dắt chúng ta đi lung tung là cái anh tâm sở đó. Nhưng mà không phải là nó tội lỗi, mà ăn thua là tâm sở, nó có tâm sở thiện và tâm sở bất thiện, mà chúng ta khởi làm sao học những điều khác để chúng ta thấy được là chúng ta khởi cái tâm sở bất thiện lên, thì bắt đầu chúng ta đừng có dính mắc vào là cái màu hồng thì nó phải dập hơn cái màu xanh này, chứ màu xanh đâu có cái gì đâu, là cái mà chúng ta bắt đầu phân tích tác ý để tùm lum nó xảy ra từ đó nè. Thì đó là cái phần tâm vương tâm sở và hai thực tại. Thì từ từ chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Thì hôm nay tổng kết lại là chúng ta học ba cái vấn đề, để thấy rằng là video pháp có thiết thực cho chúng ta hay không, thì thấy rất rõ là nó đi vào thực tại phân tích con người vô ngoài, cho nên rất thiết thực. Mà có do Đức Phật dạy hay không thì cái đó không quan trọng, nữa là chúng ta thấy được cái tinh túy của chúng ta liên hệ đến pháp và luật, thì chúng ta thấy là nó có lợi ích và nó là chuyển hóa cho hướng tốt và hướng những giải pháp. Thì đó là cái mà chúng ta thấy là nó thuộc về giáo pháp của Đức Phật. Và cái đề tài của video pháp thì nó có 4 đề tài mà thôi. Thì đó là cái bài ngày hôm nay, và chúng ta kết thúc cái phần tổng quan. Như vậy là tổng quan về video pháp thì có 7 mục tất cả. Chúng ta về có thể xem lại, và chúng ta cố gắng đọc hay thì nó rất lớn, chúng ta đọc trước. Thì buổi tới chúng ta sẽ học về các cái loại tâm mà bắt đầu từ tâm vương. Chúng ta ngừng nha. Chưa có gì rắc rối đúng không? Từ từ
để chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và thánh đều chọn thành Phật đàn.